Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với camera siêu nhỏ và camera ngụy trang. Hotline 0395 838 345. Đó, thì hôm nay camera siêu nhỏ và camera ngụy trang lên clip để giới thiệu cho các bạn 8 mẫu camera ngụy trang bán chạy nhất trong năm 2023. Đấy, thì thời điểm hiện tại là sắp đến 2024 đến nơi rồi. Đó, nhà mình đã thống kê được 8 mẫu sản phẩm bán chạy nhất, được khách hàng tin tưởng và lựa chọn nhiều nhất trong năm 2023. Top 1 sản phẩm đó chính là một mẫu camera ngụy trang sạc dự phòng quay đêm. Đấy. Đó. Đây sẽ là một mẫu sạc đa năng nhé. Đấy, dòng này của nhà mình thì quay cả ngày cả đêm và đặc biệt quay đêm siêu led luôn. Đấy, độ không vết luôn nhá. Đấy, khi quay đêm thì hồng ngoại của nó sẽ không phát ra ánh sáng. Hồng ngoại sẽ là hồng ngoại đen cao cấp, không phát sáng các bạn nhá. Con này thì bạn cứ cắm điện là hoạt động nhá, cực kỳ là hiệu quả luôn. Chất lượng hình ảnh thu lại sẽ là hình ảnh 4K này, có kết nối từ xa có 3-4G, có ghi hình chuyển động, có cảnh báo chuyển động, lưu trữ vào thẻ nhớ, cực kỳ hiệu quả luôn. Có thể hoạt động ngày này sang năm kia luôn. Đó, hoạt động 24/24. Đấy, cứ cắm điện là hoạt động nhá, hoạt động cả năm luôn. Mẫu thứ hai sẽ là một mẫu camera ngụy trang ổ điện dân dụng. Thì như trên màn hình các bạn ấy, nó đang là một mẫu camera ngụy trang ổ điện dân dụng nhá. Mắt camera thì sẽ nằm ở cái lỗ nhỏ nhỏ này. Đấy. Cực kỳ là kín đáo luôn. Và tất cả các chân jack này các bạn vẫn có thể sử dụng cắm điện, sử dụng điện bình thường nhá. Đấy. Camera này cũng hoạt động 24/24. Hình ảnh thu lại là 4K này, có chức năng kết nối từ xa có 3-4G, ghi hình chuyển động, cảnh báo chuyển động, lưu trữ thẻ nhớ. Đấy, với cái dòng camera ổ điện này sẽ không quay đêm nhá. Đấy. Còn con sạc đa năng thì là sẽ là dòng quay đêm này. Đấy. Đó, các bạn sẽ nhớ tên các model cho mình nhé. Đấy. Một nó sẽ là sạc đa năng này. Đấy. Sạc điện thoại nhé, vẫn cắm sạc điện thoại bình thường. Con này sẽ là camera ổ điện dân dụng 3 lỗ này. Tiếp nữa thì sẽ là top 3 của nhà mình ấy, thì nó sẽ là một mẫu camera sạc điện thoại iPhone nhé. Đấy. Thì như trên mình các bạn ấy, nó đang là một mẫu camera ngụy trang sạc điện thoại iPhone này. Đấy. Đó, chiếc sạc này hình ảnh 4K, kết nối từ xa có 3-4G, ghi hình chuyển động, cảnh báo chuyển động, lưu trữ thẻ nhớ. Đấy, xem từ xa qua điện thoại nhá. Dòng này của nhà mình thì vẫn sạc điện thoại bình thường, cứ cắm điện là cam hoạt động và có thể sạc điện thoại bình thường. Mắt camera thì ở vị trí đây. Đấy, góc quay 150 độ cực kỳ rộng luôn. Và dòng này của nhà mình cũng không quay đêm nhá. Đấy, không quay đêm. Tiếp nữa thì nó sẽ là một mã top 4. Top 4 nhà mình ấy, nó chính là một mẫu camera ngụy trang cúc áo này. Dòng này sẽ tên là camera ngụy trang cúc áo S63 nhé. Đấy, ngoại hình đây, siêu nhỏ luôn. Đây sẽ là dòng camera siêu nhỏ ngụy trang cúc áo S63 này. Đấy, không khác gì đầu cúc cả, vẫn có cứa cạnh này. Đấy, lắp cúc vào như một cúc áo bình thường. Hình ảnh thu lại cũng là 4K, kết nối từ xa có 3-4G, ghi hình chuyển động, cảnh báo chuyển động, lưu trữ qua thẻ nhớ. Đấy, xem từ xa qua điện thoại nhá. Hết pin thì bạn sẽ sạc vào ở chân sạc bên dưới này. Đó. Tiếp nữa thì sẽ là một mã camera ngụy trang sạc dự phòng quay đêm. Đấy. Thì như trên màn hình các bạn ấy, nó đang là một mẫu top 5 này. Đấy, top 5 sẽ là sạc dự phòng quay đêm nhá. Đấy. Con này thì mắt camera sẽ nằm ở đây này. Góc quay của dòng sạc dự phòng này thì mình siêu rộng luôn. Góc quay siêu rộng lắm, lên đến 180 độ, rộng nhất trong tất cả các dòng camera siêu nhỏ. Đấy. Bên cạnh của nó sẽ là các tia hồng ngoại để hỗ trợ bạn có thể quay đêm. Sạc dự phòng thì các bạn vẫn có thể là sạc điện thoại bằng hai chân sạc dây và một sạc không dây này. Đấy, bình thường luôn nha, vẫn sạc điện thoại bình thường. Ngoài ra độ chế một mắt camera siêu nhỏ với góc quay siêu rộng, quay cả đêm. Đấy, hình ảnh thu lại sẽ là 4K này, có kết nối từ xa có 3-4G, có cảnh báo chuyển động, có ghi hình chuyển động, sử dụng lưu trữ bằng chứng cũng như là sử dụng để bảo giám sát hoặc là theo dõi vợ chồng, cực kỳ hợp lý luôn. Đấy. Tiếp theo đến top 6. Top 6 nhà mình sẽ là một chiếc camera ngụy trang bật lửa này. Đấy. Đây sẽ là một dòng camera ngụy trang bật lửa với tính năng siêu kín đáo luôn. Đấy. Con này thì quay cực kỳ dầu kín, bật lửa thì vẫn có thể là sử dụng lửa để châm thuốc bình thường nhé. Đấy. Vẫn có thể sử dụng lửa để châm thuốc bình thường. Đấy. Hình ảnh thu lại sẽ là 4K, có kết nối từ xa có 3-4G, có ghi hình chuyển động, có cảnh báo chuyển động. Đấy. Tiếp nữa thì là sẽ là một top 7 là một dòng camera ngụy trang ổ điện âm tường. Đấy, thì đây sẽ là một mẫu camera ngụy trang ổ điện âm tường mới nhất. Đấy. Đó, dòng này nhà mình thì là hoạt động trực tiếp nhá. Đấy, cứ cắm điện là hoạt động, có thể hoạt động 24/24, thu âm hình tiếng, kết hình ảnh 4K, kết từ xa,
Và tất cả các mẫu ổ điện là nhà mình đều có làm theo yêu cầu nhé. Đây chỉ là các cái mẫu mình đưa lên để các bạn tham khảo. Một là mẫu ổ điện dây, hai là mẫu điện âm tường. Hai mẫu này thì nhà mình có làm theo yêu cầu cho khách hàng. Khách hàng mà muốn có hoặc là có nhu cầu ấy, muốn đặt hàng đúng ổ nhà mình thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo 0395 838 345. Đấy, thì mình sẽ làm theo yêu cầu cho khách hàng nhé. Đấy, thì đây đó sẽ là 7 sản phẩm. Đến sản phẩm thứ 8, sản phẩm mới ra được nửa tháng nhá. Đấy, sản phẩm mới ra được nửa tháng nhưng vẫn là đứng vị trí top 8, bán hàng cực kỳ chạy luôn. Đấy, con này trong tháng 10 này thì bán cực kỳ là đắt hàng nhá. Đấy, đây sẽ là một mã camera ngụy trang đuôi đèn. Đấy, đuôi đèn này các bạn vẫn có thể sử dụng cắm đèn bình thường. Đấy, mắt camera siêu nhỏ ở vị trí đây, cực kỳ nhỏ luôn. Đấy, hình ảnh thu lại sẽ là 4K nhá, có kết nối từ xa qua 3 4G, có ghi hình chuyển động, có cảnh báo chuyển động, lưu trữ toàn bộ thẻ nhớ xem từ xa qua điện thoại, cực kỳ hợp lý nhá, cứ cắm điện là hoạt động nhá. Đó. Mẫu này là mẫu mới ra nhưng bán cực kỳ chạy luôn, camera ngụy trang đuôi đèn. Đấy, thì trên đây nhá đang là 8 mẫu camera siêu nhỏ và là camera ngụy trang đang được bán chạy nhất trong năm 2023 này. Đấy, kể từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023. Đó, các bạn mà có nhu cầu quan tâm đến dòng camera siêu nhỏ và camera ngụy trang này của nhà mình thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0395 838 345 để mình có thể hỗ trợ được chi tiết cụ thể hơn cho các bạn. Và hơn nữa ấy, thì nhà mình có tuyển sỉ lẻ toàn quốc nhé, và nhận độ chế camera theo yêu cầu. Các bạn mà có nhu cầu độ chế camera vào bất kỳ các thiết bị điện tử, đồ gia dụng cho gia đình thì có thể liên hệ trực tiếp mình sẽ làm theo yêu cầu cho bạn. Và bây giờ thì mình sẽ vào là hướng dẫn sử dụng cho các bạn này. Đấy, các dòng camera nhà mình thì sử dụng như nhau nhá. Đấy, các bạn chỉ cần tải ứng dụng bắt wifi vào dùng. Thì đây mình sẽ test bằng một con đi. Đấy, ví dụ như đây con top 1 này, mình sẽ test bằng con top 1 này nhá. Đó. Thì đầu tiên để test sản phẩm thì mình sẽ phải cắm cái nguồn điện. Đấy. Mình sẽ cắm cái nguồn điện nhá. Đây. Đó. Ok. Đây là mình đã cắm cái nguồn điện rồi nhá. Đấy, sau khi cắm vào điện thì camera của mình nó sẽ hoạt động nhá. Khi hoạt động sẽ không phát ra ánh sáng hết nhá. Đây này, nó đen xì như này này. Đó. Và điều tiếp theo các bạn cần làm đó chính là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc smartphone và tải cho mình một ứng dụng có tên là Lookcam nhá. Đấy, đây thì mình ứng dụng Lookcam này thì tất cả điện thoại các bạn đều có thể sử dụng được nhá. Bạn nào mà sử dụng iPhone thì vào App Store, còn các bạn nào mà chạy bằng Android và cửa hàng sẽ vào đây này nhá. Đấy. Các bạn sẽ đánh cho mình chữ Lookcam này. Đấy. Khi đánh chữ Lookcam này nhá, đấy, thì nó sẽ hiện ra một cái biểu tượng màu xanh nước biển như trên mình này, tên sẽ là Lookcam. Thì các bạn sẽ tải về nhá. Đấy. Tải về xong các bạn sẽ thoát ra nhá. Thoát ra. Đấy. Thoát ra này. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ vào phần cài đặt của điện thoại. Các bạn sẽ vào phần cài đặt Wi-Fi. Đấy. Wi-Fi này. Đấy. Khi các bạn vào phần cài đặt Wi-Fi nhá, nó sẽ hiện ra một mã Wi-Fi có chữ G, một vài số, vài chữ và không mật khẩu thì các bạn sẽ ấn kết nối cho mình. Đó, hiện tại đây là đang có một con camera nhà mình đang test ở bên dưới nhá. Đấy, thì mình sẽ nó sẽ hiện ra hai mã chữ G, còn thông thường mà bạn sử dụng một camera ấy, nó hiện ra một mã có chữ G nhá. Kết nối xong nó có báo là luôn kết nối này. Đấy, thì bạn sẽ ấn là luôn kết nối cho mình nhá. Đấy, luôn kết nối đây. Đó. Rồi, kết nối xong cái tín hiệu wifi của camera thì các bạn chỉ cần vào ứng dụng nhá, vào Lookcam này là có thể xài thôi. Là dùng nhá, rất đơn giản luôn. Ấn Ken này. Đấy. Kết nối trực tiếp vào camera nhá. Ấn chữ Device Online này, chọn Ken này là mình có thể kết nối trực tiếp vào camera nhá. Đấy. Đây. Đây các bạn nhá. Đây là hình ảnh thực tế này, hình ảnh 4K siêu sắc nét luôn này. Đấy. Ok chưa? Đó, biển cắm đây. Đấy. Đấy, ok chưa? Rất là nét luôn nhá. Đó, cực kỳ sắc nét luôn. Đấy, lấy sáng cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy, cái này thì các bạn có thể zoom nhá. Đây, mình sẽ đặt ngang này để mình sẽ zoom cho bạn này. Đấy, zoom xem rất là rõ luôn nhá. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? Hình ảnh con này thu lại cực kỳ nét luôn này. Đấy, nét chưa? Siêu sắc nét luôn nhá. Đấy, nhìn cực kỳ rõ luôn, cực kỳ nét luôn. Và camera mình thì đầy đủ âm thanh và hình tiếng nhá. Các bạn nghe được âm thanh thì bật cho mình cái loa này lên này. Đấy, và muốn nghe âm thanh to rõ ràng ấy, thì tăng âm lượng điện thoại lên. Đó, giờ mình còn loa là test cho bạn. 0395 838 345. Ok chưa? Âm thanh rất là to, rõ luôn nhá. Đấy, hình ảnh LED này,
âm thanh to rõ ràng. Đây sẽ là một sản phẩm top 1 bán chạy nhất tại cửa hàng nhà mình nhá. Đấy, đó thì đây sẽ là phần kết của mình các bạn nhé, hình ảnh và âm thanh rất là to rõ ràng, và đây cũng là phần kết thúc video của mình. Cách sử dụng các dòng camera ngụy trang và camera siêu nhỏ mình cực kỳ đơn giản thôi, các bạn chỉ cần mỗi bắt wifi của camera và vào ứng dụng là dùng nhá. Đấy, sử dụng cực kỳ dễ và cực kỳ đơn giản đó. Nên là các bạn mà có nhu cầu quan tâm đến mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ và camera ngụy trang nhà mình thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo 0395 838 345 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn nhá. Nhà mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi trong vòng 1 năm mình sẽ đổi mới hoàn toàn cho bạn và có miễn phí cho bạn khi bạn đăng ký kênh YouTube của mình. Đặc biệt hơn ấy thì khi mà các bạn mua hàng nhà mình nhá và đăng ký kênh YouTube ấy thì ngoài miễn phí ship ra, mình sẽ tặng kèm cho bạn một chiếc thẻ nhớ để các bạn lưu trữ dữ liệu nhá. Đây sẽ là mẫu thẻ nhớ mình sẽ tặng kèm khi bạn đăng ký kênh YouTube của mình. Đấy. Đó, rồi, thì các bạn mà muốn xem video chi tiết về từng sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo, mình sẽ gửi video chi tiết cho bạn luôn. Cũng như ấy, là khi mà mua hàng nhà mình nhá, thì các bạn đều được kiểm tra, các bạn bóc hàng ra, test hàng, thử hàng, chuẩn, đúng như video quảng cáo này, các bạn mới thanh toán nhá, còn không phải hoàn hàng hoặc là trả hàng cho bên mình mà không nghỉ thì đâu cả. Đó, rồi, thì giờ thì xin chào hẹn toàn thể các bạn nhá. Các bạn nhớ là đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những mẫu mới nhất cũng như được tặng những chế độ ưu đãi nhất tại cửa hàng nhà mình nhá. Xin chào.